Thưa quý vị khán thính giả, cũng như mọi năm, chúng tôi thường theo dõi những cái cảnh bài trí Noel ở nhiều nơi. Thì năm nay chúng tôi có sự đóng góp của những cái bạn bạn trẻ, bạn mới ở Canada gửi đến cho chúng tôi những cái cảnh của các nhà thờ trang hoàng Noel càng ngày càng ít. Và hôm nay là cái bài này, đó là chị Nguyễn Thị Bạch Lan. Gửi những cái hình chụp Giáng sinh ở bên đó ngày 13 tháng 12 năm 2022 lúc 6:42 chiều. Thì chị nói các nhà thờ ở Canada trang hoàng cho lễ Giáng sinh như thế nào? Gần nhà mình có một xóm nhà thờ, ba nhà thờ san sát nhau, nhưng coi bộ bên ngoài các nhà thờ chẳng có dấu hiệu gì cho biết có sự chuẩn bị cho một lễ lớn của họ. Giữa các nhà thờ có một chung cư của người dân, mô Phật may ghê, trước mặt chung cư có trồng một cây thông và họ có quàng vào đó mấy dây đèn. Tới tòa thị chính, Ủy ban Nhân dân thành phố thấy có sửa soạn hơn, đó là họ có đeo mấy cái vòng dây phía trên tường. Video chị chiếu ở hai cảnh cho thấy là cái cảnh rất là gần như là tầm thường, rất là bình thường, không có cái vẻ gì mà lễ lớn gì cả. Đó là cái ngày rất là cận lễ. Đây là cái xứ đạo Kitô giáo nhé. Đây là một người nữa cũng ở Canada. Của cô An Thanh Đặng gửi đi ngày 23, tức là ngày hôm qua, mới ngày hôm qua thôi, 7 giờ tối. Thì cô nói, mấy chục năm nay, vào ngày sinh của Chúa, Chúa thường xuyên bỏ Canada và bỏ Mỹ về Việt Nam sống. Cô hơi may mỉa, cô này là một con chiên mới vừa tỉnh thức và cả nhà đồng lòng không có đi nhà thờ nữa. Cho nên cô hay mai mỉa, bỏ Canada và bỏ Mỹ về Việt Nam sống, nên nhà thờ bên này cũng không cần tiếp đón Chúa. Trong cái rủi mà có cái may, Chúa không qua đây thường xuyên nên tiết kiệm được nhiều chi phí mua đèn điện, chi phí mua vật dụng trang trí và giáo dân cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền. Dưới đây là hình nhà Chúa vào mùa Giáng sinh buồn tẻ ngày 21 tháng 12, 5 giờ chiều tới 7 giờ tối.
Tức là cô đi ngày 21 và cô đăng ngày 22, 23, 23. Hình 1 là nhà thờ màu trắng gần chỗ làm việc, quay chạy xe qua chụp hôm kia. Một khóa lễ chắc khoảng 20 đến 50 người lớn tuổi, tức là cái nhà thờ này đây. Chủ yếu là người Hàn Quốc. Đây là cái nhà thờ cô nói đây. Hình 2, nhà thờ đỏ, người Tây, vắng teo, không có trang trí gì, trung bình khoảng 30 đến 60 người làm lễ. Đây, tức là cái nhà thờ này đây. Hình 3, nhà thờ của người Ý. Ngày xưa mình hay đi nhà thờ này và cũng là nhà thờ giàu nhất khu vực nhưng chưa đọ được với nhà thờ Chúa bên Việt Nam. Đây, nhà thờ Chúa bên Việt Nam đây. Nhà thờ không có nhiều đèn, bãi đậu xe cũng vắng tanh. Trung bình thì khoảng chừng 80 đến 150 người làm lễ, mà lễ trọng cơ. Thì đến đây là hình thứ tư, nhà thờ nguy nga tráng lệ bên Việt Nam, nơi Chúa đến thường xuyên nhất và sướng quá hóa rồ. Đây là cái cảnh ở ngoài đường, cô cũng chụp luôn. Alo mọi người. Đây. Một cái cây thông của cái sự Tây Lông đây. Tức là cái sự chốn nhau của Chúa đấy. Đấy. Và đây là cái chợ Vai Nác. Tức là cái chợ Giáng sinh. Cho người dân đi chơi trong cái mùa và là sinh nhật của Chúa. Mà đó. Nó nhạt nhòa trước á. Là những cái chỗ này á. Những cái khu chợ mà họ chỉ là làm tạo dựng cái khu chợ này vào cái dịp là từ mùng 7, mùng 8 tháng 12 thôi. Mà bắt đầu từ tháng 10, từ mùng 10, 15 trở đi, họ mới bắt đầu là tụ tập vui chơi ăn uống để chúc mừng cái ngày sinh nhật Chúa. Mà dư dừa cái đất châu Âu như thế này, nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Đó, người dân châu Âu không còn mặn mà nữa. Bởi vì những cái hệ lụy của những cái người mà lợi dụng Chúa gây ra cho cộng đồng. Và cái status của Nick Pu Văn Tin đăng lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 12 2022, dường như đăng ngay cái lúc lửa cháy ở một cái hang đá ở giáo xứ Ngô Xá thuộc xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đang mừng đón vui lễ Noel 2022 trong ngọn lửa sáng bừng đốt cháy hang đá. Và đây là cái video. Để là bắt được cha cha từ được có đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gió bành phò hoa đi chạy hang đà. Lợi kỳ hoa sử dụng nó, sao sử dụng này.
gió bằng pháo hoa đi chạy hang đá. Vẫn hai thiên thần còn lại vẫn chưa được ứng tăng gì à? Hôm nay các thành đoàn giáo chủ xã cũng một lần cảm ơn tất cả mọi người đối với thời tiết là từ tháng bảy đến tháng mười những các thành đã về đây để tuyên truyền niềm vui nó em để giáo chủ và chúc nhau những điều tốt đẹp đến tối nay có một thành tố là ngày mới. Cảm ơn là bài tử chúng được tham trong bài trước sinh truyền nguồn của bên công thức truyền của Đảng Cộng năm 2002 truyền thức quân dân một người Đảng Cộng gặp tháng lần ấm áp và nắm mở sắp đến cũng chuyển đổi tới trong hồ chúng tôi cùng với gia đình của chúng tôi cho trang đầy hạnh phúc và thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống và thành đạt. Xin được lòng cảm ơn tất cả chúng tôi. Chúng tôi lên chúng tôi thuê ở sạch giáo cung để cảnh báo cùng với đội nhau. Chúng tôi nhiều điều tốt đẹp và chúng tôi được quyền để bảo chủ xin được tạm dừng ở đây. Một cuộc thân khẩu tôi lấy để tham dự lạc giáo thân khẩu cho dù chúng tôi luôn luôn là chúng ta nói là từ bắt nhất là nhiều buổi tối để thầy cho nó là thầy trở ra nhìn và chúng ta vẫn luôn ở trường ngày có một thời gian là từ trước cho nên là từ sắp quá tạm nhìn mới có tổ chạm một cái đó và cho nên là thầy trở về đây thường là rất là tốt. Giáo sư Ngôi Xã Cầm Quang Cầm Xuyên và một phần ấm ấm lại chẳng chúng ta cũng gần gần đi đến đây xin kết thúc video về Noel ở xứ ngoài ở Canada. Và một cái cảnh hỏa hoạn ở Việt Nam là vì họ trưng bày hang đá với đèn đuốc nhiều quá. Dạ xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong video kỳ tới.